Ở thức dậy là bắt đầu là kiếm cái clip của Sư Minh Tệ hôm nay đi tới đâu rồi. Rồi bây giờ tới trưa, tới chiều cũng đều là mở lên xem coi hôm nay là tăng đoàn của Sư Minh Tệ được bao nhiêu người rồi. Có người thì thích xem cái những cái nhân vật đi cùng với là Sư Minh Tệ đó, giống như cái vị sư mà thích tự do đó quý vị. Tự nhiên cái 600 cây số bao đến sư rồi đó là cạo đầu xin theo rồi tự đặt cái tên luôn. Nó hay không thể tưởng tượng nghe cô bác chị em. Vậy thì Sư Minh Tệ cũng không cần phải đặt cái tên cho những người đi theo, mà những người đi theo cảm thấy cái duyên mình và tự chọn cho mình một cái tên để mình lấy đó làm cái sự tiến thăng cũng như theo cái hạnh tu của mình. Giống như cái sư thích tự do lúc nào cũng cởi mở vui vẻ cười, giống như là cái vị La Hán Khánh Hỷ. Sư Minh Tạng thì giống như là Phật Di Lạc. Còn cái vị Sư Minh Trí đó nghe, dẫn đầu hôm nay đó quý vị, nghĩ coi từ đầu tới cuối nghe, không nói một lời nào với đó là truyền thông hết, mà ngài chỉ giữ cái hạnh trang nghiêm và coi như khi đi với sư lại. Buổi đầu á chưa được cái y thì ngài mặc áo thun bình thường, tới khi đắp y xong thì ngài không có mang dép. Tới ngày hôm nay mà mình thấy là cái người này đó là sức khỏe cường tráng, nghị lực tức là mạnh mẽ đó, các bác mình thấy chưa, quý vị nghe kỹ chưa, đó. Cho nên chính vì cái chỗ này rồi mình thấy là cái vị sư mà tự nhiên xuất hiện tướng tá đó là to người mặt mày dữ tợn, bắt đầu họ so thì đó là hộ pháp Kim Cang. Xin thưa quý vị, rồi bây giờ là có những vị sư khác xuất hiện, nhưng mà mỗi một vị sư xuất hiện là điều nó giống như là nhân vật lịch sử, giống như các vị tỳ kheo thời kỳ của Đức Phật, cho nên làm cho toàn thể cô bác chị em hết ngạc nhiên này đến nhạc ngạc nhiên khác. Cái hình ảnh của Sư Minh Tệ giống như là những cái lời nói của bên Ấn Độ. Vị sư Ấn Độ nói khi nhập định khai nhãn thì cho biết là Việt Nam có một vị Phật tái sanh. Hàn Quốc bây giờ cũng nói là Việt Nam có Phật cả đời. Trung Quốc cũng nói là Việt Nam tức là có Phật xuất hiện. Đó, rồi bây giờ từ cái chỗ đó khi đêm một hôm nọ đi đến một cái chỗ nghỉ thì tự nhiên có hai người ngoại đạo mặc đồ trắng. Cho biết cái chỗ này giống như là nó dàn dựng, mình tưởng đâu là có ekip, có đạo diễn mà đóng phim nữa các chị em. Tự nhiên có hai người mặc đồ trắng là bắt đầu kiếm chuyện xuyên tạc, nói xấu tăng đoàn này nọ mỉa mai, bắt đầu là bị Sư Kim Cang đuổi ra thì mọi người mới quay đăng lên. Tức là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà không ngờ khi so sánh lại thì đúng là vào thời kỳ tăng đoàn của Đức Phật đi khất thực thì cũng có hai người ngoại đạo mặc áo trắng bắt đầu đến kiếm chuyện, nói xấu bòi nhọ, giống như là nói tăng đoàn của Phật, giống như cái ông này là ông mà tu cái gì đó, làm như vậy là mặc cái bộ đồ gách mà đi lang thang rồi đi xin có tay chân mà không chịu lo làm ăn, tu như vậy là ảnh hưởng kinh tế, ảnh hưởng đất nước nhân dân. Thì quát mà thấy nó trùng hợp chưa? Chưa đâu quý vị, đây là cái chuyện mà nó rất là trùng hợp, mà hôm nay làm cho mấy hàng triệu người Phật tử đó là thương tiếc trong tăng đoàn của sư. Tự nhiên đang đi có một người ngất xỉu, sau đó thì chở đến bệnh viện là chết. Thì cái vị sư này được biết tức là Sư Minh Thiện, nội cái tên không mình nghe đắc đạo rồi ha, chữ Minh là sáng với thiện là lành, tức là người này đã giác ngộ đi theo con đường lành. Quý vị nên nhớ là cái vị này là một cái vị Việt kiều bên Mỹ á, họ có kinh tế nhà cửa việc làm ổn định, mà tướng tá người rất là xinh đẹp. Nhưng mà khi thấy hình ảnh thước phim của Sư Minh Tệ đó, tìm hiểu kỹ thì giống như là đã tìm được minh sư, đã tìm được cái người tu hành chân chánh, cho nên từ bên Mỹ bay về Việt Nam. Nhưng mà vì quá ham tu cho nên xin vào tăng đoàn của Sư Minh Tệ, rồi cạo đầu phát nguyện là đi cho tới chết, hạnh tu cái hạnh đầu đà, phát cái tâm đó là cầu đạo vô thượng giải thoát. Nhưng mà sau khi đi 3 ngày bỗng nhiên tới đó gọi là ngất xỉu, và coi như cuối cùng là không qua được và chết. Nhưng mà cái chết này đó không phải là ngẫu nhiên đâu, mà là nó khiến và nó sự trùng hợp 100%, cũng giống như tăng đoàn của Đức Phật đang đi thực, bỗng nhiên có một vị đó mệt ngất xỉu và chết. Lúc này mấy vị đi theo mới báo với là bà Thích Tôn ơi, có một vị là tỳ kheo bây giờ đã không qua được chết rồi. Đó, thì bây giờ câu chuyện của Sư Minh Thiện làm cho hàng triệu người tức là thương mến. Nhưng mà cuối cùng thì ai cũng gỡ lời
ha, bình luận một câu là cầu nguyện cho sư được đó là đắc đạo giải thoát, nhưng mà xin báo cho các bác mình là cái vị này, cái duyên tới đây, cái số cũng tới đây, cho dù không đi theo sư Minh Tệ thì cũng chết, không chết về cái nghiệp đi bộ nắng là sốt nhiệt thì cũng chết về cái nghiệp khác. Bởi vì khi mà cái số vô thường ấy đến đó, thầy nói là một mai đến số vô thường mà công kia với tội có lường kịp chăng. Nhưng mà nhờ đã phát nguyện tu cái đạo giải thoát, cho dù chỉ có 3 ngày nhưng mà tên của ngài đã có trong danh sách. Nếu cái vị sư này mà chết bên Mỹ đó thì không ai biết đến, không ai nhắc đến. Nhưng mà đã gia nhập vào tăng đoàn, đã phát tâm tu hạnh độ đà, mà chỉ có 3 ngày chết mà làm cho là trong nước ngoài nước Phật tử hàng triệu thương mến và gỡ lời cầu nguyện, gỡ lời tức là chúc phúc đó, cũng như là gỡ lời để mà chúc cho sư được là duyên thành đạo quả. Và các kinh truyền thông báo chí trong nước ngoài nước đều đưa tin. Nếu như hôm nay hỏi thật lòng một câu toàn thể cô bác chị em cùng với Phước Nghiêm luôn, nếu mình chết như vậy thì mình có mãn nguyện quý vị, mình chết như vậy mình có vui không? Thôi xin thưa quý vị, nếu ai chết được như vậy thì coi như đã được dự vào thánh quả, công đức cũng viên mãn rồi đó. Như vậy thì cho nên câu chuyện này tại sao hôm nay Phước Nghiêm nhắc lại là nó cũng trùng hợp. Tăng đoàn của Phật đi có một người ngã khắc xỉu và cuối cùng chết, thì câu chuyện của sư Minh Tệ là nó xuất hiện từ giai thoại, từ câu chuyện mà nó trùng hợp. Nó trùng hợp nó là 100% từ thước phim nha. Cũng như có một vị mới đây vào tăng đoàn, cái vị này chắc có nghĩa là người dân tộc, cho nên cái gương mặt đen đen giống như người Ấn Độ quý vị. Bắt đầu trong tăng đoàn của Phật lại có một vị nó giống như vậy, nó giống đến nỗi mà nhiều cái đó các bác mình thấy không. Có một cái chàng thanh niên xuất thân từ một gia đình giàu có đó, mà sau khi có công việc ổn định mà tình nguyện theo sư Minh Tệ xuất gia cạo đầu. Hôm nay cái vị đó đi là khí thái hiên ngang rồi, được mọi người ban tặng là cái vị sư này giống như là A Nan. Như vậy thì cái hình ảnh tăng đoàn của Phật cách đây 2000 năm là ở bên Ấn Độ, mà bây giờ nó xuất hiện ở Việt Nam, mà ở đây là Đức Thầy đã có tiên tri đã cho biết trước đó. Trạng Trình Bủ Sơn Kỳ Hương cũng đã tiên tri cho biết trước, và bây giờ cũng như các vị sư gần đây nè, cái vị sư bên Ấn Độ đó là Thích Quyền Diệu, là cái vị sư là có tiếng tâm, nói tới đây thì Phật tử ai cũng biết vị sư này đã có lên tiếng là ngài chỉ ước nguyện thôi nghe, chứ ngài không dám là ngài ước làm sao, ngài mong làm sao là sư Minh Tệ đi qua Ấn Độ đó, và cũng như là đi bộ 4 cái thánh tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như là từ cái chỗ là đạo tràng Bồ Đề là cây Bồ Đề Đức Phật thành đạo, và đi đến cái giường Lộc Quyển ha, và cũng như là đến cái chỗ là Đức Phật đản sanh giường Lâm Trì Ni, và cuối cùng là cái gừng Sa La Sông Thọ, để chi? Để cho thế giới này, để cho tất cả tăng sư Phật tử thấy được cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng tăng đoàn đi thế nào. Xin thưa quý vị, đây là cái ý kiến, cái sự mong mỏi của sư Thích, là thầy Thích Quyền Quyền Diệu thôi. Chứ nếu thật sự là ở đây có nhiều người cũng lên tiếng là nếu mà sư Minh Tệ được qua Ấn Độ đó, đi 4 cái thánh tích này thì sẽ có nhiều tăng sư đó là đi theo cùng với sư Minh Tệ. Nhưng mà một câu nói thế này, theo cô bác cho em mình dự đoán là sư Minh Tệ có đi qua Ấn Độ như những cái yêu cầu này không quý vị? Thôi bây giờ mình cũng có quyền dự đoán nghe, riêng Phước Nghiêm là không. Quý vị nên nhớ là sư Minh Tệ phát nguyện tu cái hạnh này là lúc nào thầy cũng tự hào nói mình là công dân của đất nước Việt Nam, và ngài cho biết là ngài sẽ đi đất nước Việt Nam 4 lần, 4 lần tức là từ miền Nam ra miền Bắc,
sau khi 4 lần xong thì Ngài sẽ sau đó rồi mới tính đến cái chuyện là ẩn tu. Vậy thì cái chuyến đi của Ngài, cái lần từ là miền Trung hiện ra tới Huế đó, rồi đến Đà Nẵng và cuối cùng đi vào vùng Thất Sơn Bảy Núi và đi tới Cà Mau là đúng 4 lần của sư. Đây là nếu nói theo câu nói này là lần sau cùng đó. Nếu như vào miền Nam này, miền Tây này, vào vùng Thất Sơn này cũng đúng vào cuối năm nay. Như vậy thì cho dù ai đó có thỉnh sư đi qua bên Mỹ, bên Pháp, bên Thái Lan, nhưng mà mình nghĩ rằng sư sẽ thị hiện ở Việt Nam để cho Phật tử người Việt Nam chúng ta nương theo đó mà lấy là cái bài pháp giác ngộ tu hành. Cho nên hôm nay các bác mình thấy đó, trước đó Phú Nghiêm có nói nè, khi Ngài đến cái vùng đất Quảng Trị, mới bước vô cái địa phận Quảng Trị là gặp cái chuyện đó là không vui. Không vui ở đây là mình nhắc lại là đến một cái nghĩa địa thì bị đuổi, cho nên làm Phật tử bức xúc lên tiếng và coi như là rất là buồn. Nhưng mà đây cũng là cái thử thách, bởi vì cô bác mình nhớ là thời kỳ của Phật cũng vậy, khi đi đến một cái gia đình đó khất thực thì cũng bị đuổi. Cái chuyện đó là nó hiện hữu rõ ràng. Nhưng mà khi đi vào trung tâm thành phố thì được chủ tịch tỉnh Quảng Trị ra tiếp đón thăm hỏi và đưa tiễn và chỉ đạo các là lực lượng công an, cảnh sát bảo vệ sư Minh Tệ cùng tăng đoàn, cũng như bảo vệ trật tự an ninh cho các Phật tử. Nhưng mà Phật tử cô bác rất là đông ra để mà chào đón. Cho nên trước đó Phương Nghiêm mới nói là đến Quảng Trị được chủ tịch tỉnh ra tiếp đón và đưa tiễn thăm hỏi, cho nên từ đó cư dân mạng đưa hình ảnh cái vị chủ tịch này lên trang đầu ca tụng. Ca tụng là cái người lãnh đạo có tâm. Và cũng như hôm nay khi trở về Huế thì mình cho biết là ở Huế là nó thuộc về thủ phủ là kinh đô Phật giáo, Phật tử rất là đông, thì các đó là đời thờ là vua chúa nhà Nguyễn và cũng như các vị sư tu đắc đạo kinh thành Huế, nhiều câu chuyện xảy ra, nào là chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu, chùa Từ Đàm, vân vân. Nhưng mà đúng theo lời nói quý vị, khi đứng bước vào Huế thì Phật tử tiếp đón sư cũng không thua gì Quảng Trị, nhưng mà lần này có kinh nghiệm hơn. Thì đa số là các Phật tử đều đứng hai bên đường và cũng như là cung kính đảnh lễ, và bắt đầu đang đi vào kinh đô Huế là thành phố của Huế đó. Thì bây giờ được thành ủy, tức là bí thư thành phố Huế đó ha, chỉ đạo đó là các quan chức cũng như là các Phật tử đó, thứ nhất là bảo vệ an toàn cho tăng đoàn của sư đó, đi qua khỏi là thành phố, và cũng như các Phật tử là nên cung kính sư bằng cách là không nên đó là đi đó là quá đông làm trở ngại giao thông, mà hãy đứng tại chỗ và cũng như đảnh lễ để giữ cái hình ảnh, cái nét đẹp của người Huế. Một cái lời nói mà hôm nay gây bão mạng luôn. Thì bây giờ là Quảng Trị đã là làm tiên phong đó, đã thành công được đó là dân chúng người ta khen tặng. Thì hôm nay xin thưa quý vị, cái hình ảnh này đó mình thấy là nó lạ nhất mà ai cũng thích. Đoàn của sư đi trong mưa, nhưng mà các chú công an, lực lượng an ninh cũng đi bộ theo sư luôn. Buổi đầu thì sư đi bộ có một mình, mà sư nói là đi bộ để rèn luyện sức khỏe, giống như là đi bộ marathon vậy đó. Mà hôm nay được nhiều người đi theo, mà hàng ngàn Phật tử đi theo, mà là các chú công an bảo vệ cũng đi bộ theo, mà gương mặt người nào cũng là tràn đầy là niềm vui hết. Như vậy thì cái sự này nó truyền cảm hứng là cho đến con tim của người Phật tử, truyền cảm hứng đến tất cả các vị quan chức, và cũng như truyền cảm hứng đến tất cả các chú công an bộ đội đi bộ cùng với sư, mà trời mưa cũng đi luôn.